Trong thiết kế nội thất nhà ở, cầu thang được coi là xương sống và mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà. Vì vậy, lựa chọn cầu thang sao cho thật đẹp mắt và phù hợp với không gian sống là điều được các gia chủ rất quan tâm. Trong video hôm nay thì Blog Nội Thất Đẹp sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu cầu thang gỗ đẹp nhất hiện nay. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé! Vì sao nên làm cầu thang gỗ? Cầu thang gỗ thì có hai loại là cầu thang làm từ 100% gỗ tự nhiên hoặc là gỗ công nghiệp và cầu thang có phần mặt bậc làm bằng gỗ kết hợp với phần lan can được làm từ nhiều chất liệu khác nhau đã và đang được rất nhiều gia đình lựa chọn sử dụng cho nội thất nhà ở của mình. Sở dĩ các loại cầu thang gỗ được ưa chuộng đến vậy là bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất, phải nói đến giá trị thẩm mỹ mà cầu thang gỗ đem lại cho không gian sống của chúng ta. Với mẫu mã và kiểu dáng đa dạng, cầu thang gỗ có thể xuất hiện trong các căn biệt thự xa hoa, thậm chí là các căn nhà phố với diện tích nhỏ hẹp hay là những mẫu nhà cấp 4 có gác lửng cũng có thể dễ dàng đưa những mẫu cầu thang gỗ này vào trong thiết kế đấy các bạn ạ. Thứ hai là cầu thang gỗ được làm từ chất liệu chính là gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên nên về chất lượng cũng như độ bền, khả năng chịu nước, chống mối mọt là rất tốt, có thể gắn bó với gia đình bạn đến chục năm thậm chí là vài chục năm. Và thứ ba là về giá cả, tùy vào chất liệu sử dụng mà cầu thang gỗ sẽ có những mức giá khác nhau phù hợp với sở thích, nhu cầu sử dụng cũng như túi tiền của mỗi người. Và sau đây là những mẫu cầu thang gỗ đẹp. Một, cầu thang gỗ có vách ngăn. Mẫu cầu thang gỗ hầu như được sử dụng 100% chất liệu từ gỗ kết hợp với phần vách ngăn làm từ kính hoặc gỗ, được chạm khắc hoa văn tinh xảo nhưng phải đảm bảo có sự đồng điệu với nhau về màu sắc hoặc là chất liệu để tạo nên một tổng thể hài hòa, đẹp mắt. Phần vách ngăn không những có tác dụng che đi phần chân cầu thang mà còn giống như một bức tranh sinh động, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của ngôi nhà đấy các bạn ạ. Hai là cầu thang gỗ xoắn ốc với giếng trời. Cầu thang xoắn ốc giếng trời là một trong những mẫu cầu thang khá được lòng các gia chủ khi thiết kế nhà ở bởi giá trị thẩm mỹ cũng như là giá trị phong thủy mà chúng đem lại. Cầu thang được thiết kế theo hình xoắn ốc bao quanh khu vực giếng trời khiến cho ánh sáng luôn tràn ngập khắp khu vực cầu thang và trở thành điểm sáng của căn nhà. Theo phong thủy thì cầu thang xoắn ốc với giếng trời sẽ tạo thành thế rồng cuộn mình, rất tốt cho sự nghiệp cũng như là tiền tài của gia chủ nha. 3 là cầu thang gỗ bê tông. Vẫn đảm bảo sự sang trọng, thanh lịch đặc trưng của cầu thang gỗ. Tuy nhiên, mẫu cầu thang gỗ bê tông sẽ được đúc bậc thang bằng bê tông rất chắc chắn và ốp các mặt bậc bằng gỗ. Giá thành của loại cầu thang gỗ này lại rẻ hơn nhiều so với các loại cầu thang gỗ được làm hoàn toàn từ gỗ thông thường, cho nên được khá nhiều gia đình có mức thu nhập tầm trung lựa chọn khi thiết kế nhà ở. 4 là cầu thang gỗ xương cá. Cầu thang xương cá là một trong những mẫu cầu thang hiện đại đang được ưa chuộng hiện nay. Bởi vậy, khi nét đẹp hiện đại của mẫu thiết kế xương cá kết hợp cùng với chất liệu gỗ đại diện cho nét đẹp truyền thống sẽ tạo nên một vẻ đẹp độc đáo, phù hợp với mọi phong cách nhà ở. Tuy nhiên, khi sử dụng loại cầu thang gỗ này thì bạn nên lưu ý là cố định phần bậc thang với các phần khung xương cầu thang thật chặt chẽ để đảm bảo an toàn khi sử dụng nhé. 5 là mẫu cầu thang gỗ lan can kính. Nếu bạn đã quá quen thuộc với mẫu cầu thang gỗ với lan can gỗ thông dụng hiện nay thì có thể phá cách bằng việc sử dụng cầu thang gỗ kết hợp với chất liệu lan can làm từ kính cường lực nhé. Gỗ và kính thì tưởng chừng như không có liên quan gì đến nhau, nhưng khi đem chúng kết hợp lại với nhau thì lại có được một chiếc cầu thang gỗ lan can kính vừa hiện đại vừa sang trọng đấy các bạn. Bên cạnh đó thì phần lan can kính còn giúp không gian mở rộng hơn và có sự liền mạch giữa các phần trong ngôi nhà của bạn nữa. 6 là mẫu cầu thang gỗ cổ điển. Làm từ gỗ cao cấp, mềm mại, uốn lượn tinh tế và được chạm khắc tỉ mỉ là nét đặc trưng của các mẫu cầu thang gỗ cổ điển nha. Thay vì thiết kế cầu thang với các góc vuông và có phần chiếu nghỉ thì cầu thang gỗ cổ điển sẽ được thiết kế một cách mềm mại như là một dải lụa khổng lồ, trải dài từ tầng 2 xuống tầng 1 vô cùng đẹp mắt. Đây là mẫu cầu thang cực kỳ phù hợp với các căn biệt thự hoặc là các ngôi nhà thiết kế theo phong cách cổ điển và tân cổ điển nha. 7 là mẫu cầu thang gỗ lan can inox. Inox cũng là một trong những chất liệu có khả năng uốn cong và khá bền, thời gian sử dụng lâu, bởi vậy mà chúng được đưa vào trong thiết kế với cầu thang gỗ nhằm tạo nên những đường nét mềm mại hơn cho cầu thang gỗ. Bên cạnh đó thì inox có độ sáng bóng kết hợp cùng với màu trầm ấm của gỗ, tạo nên hai sắc thái đối lập vô cùng độc đáo cho không gian sống nhà bạn đấy. 8 là mẫu cầu thang gỗ vuông. Tuy không phải là mẫu cầu thang thiết kế mới nhưng cầu thang gỗ vuông vẫn luôn được ưa chuộng và sử dụng trong nhiều năm qua bởi vẻ đẹp chắc chắn, khỏe khoắn nhưng không kém phần thanh lịch và sang trọng. Dù bạn đang sống trong một căn biệt thự hay là một căn nhà ống thì chỉ cần lựa chọn phần hoa văn lan can sao cho phù hợp thì dù bất cứ không gian nào, cầu thang gỗ vuông cũng sẽ trở thành một điểm nhấn nổi bật, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho cả ngôi nhà của bạn đó nha.
Và trên đây là tổng hợp những mẫu cầu thang gỗ đang được ưa chuộng nhất hiện nay mà blog nội thất đẹp đã tổng hợp được. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều cơ sở thiết kế và lắp đặt nội thất uy tín mà các bạn có thể tham khảo khi có ý định lắp đặt cầu thang gỗ. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với blog nội thất đẹp qua địa chỉ 1361 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn và báo giá những mẫu thiết kế cầu thang gỗ mới nhất hiện nay nhé. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được mẫu cầu thang gỗ phù hợp nhất với không gian sống của ngôi nhà của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.